tin Đông Gioan đã bị nộp, người lấy qua miền Galilê, rồi người bỏ Nazareth đến ở Capernaum, một thành ven biển hồ Galilê thuộc về hạt Đơ-bu-lân và Nạp-tha-li, để ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah đã nói: Này đất Đơ-bu-lân và đất Nạp-tha-li, hỡi con đường ven biển và vùng tả ngạn sông Giô-đan, hỡi Galilê, miền đất của dân ngoại, đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, nhưng kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu soi. Từ lúc đó, Đức Giê-xu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối vì nước trời đã gần đến. Thế rồi Đức Giê-xu đi khắp miền Galilê, giảng chạy trong các hội đường, rao giảng tin mừng nước trời và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Danh tiếng người đồn ra khắp xứ Syria, thiên hạ đem đến cho người mọi kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền. Nhưng kẻ bị quỷ ám, bị phong bại liệt và người đã chữa họ. Từ miền Galilê, vùng thập tỉnh, thành Jerusalem, miền Judê và vùng bên kia sông Giô-đan, dân chúng đủ lượt kéo lên đi theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi tên Chúa. Xin lễ trên tục thánh này thưa quý vị và và vui mừng vua ba sàn lớn thao vui một sàn đã vui rồi. Tôi hỏi thăm là cha phó họ cha sư mấy đâu rồi, thì nói yếu rồi, đau rồi, mệt rồi, bệnh rồi. Thưa anh chị em, vì ngài đã chiến đấu, ba anh em chúng tôi đã chiến đấu suốt ba tuần lễ với tuần kiểu nhật trước ngày lễ Giáng sinh suốt 9 ngày, rồi đến ngày lễ Giáng sinh, rồi sau đó là tuần bát nhật mừng lễ Giáng sinh, rồi sau đó là lễ đêm giao thừa giữa năm 2019 sang năm 2020, ngày mùng 1 Tết cầu bình an, mùng 2 Tết cầu cho bà tổ tiên và mùng 3 Tết thánh hóa công an việc làm và cầu mùa, rồi sau đó chúng ta lại tiếp tục một tuần lễ cuối cùng này là tuần lễ cầu nguyện đặc biệt cho các giới vì chiến đấu liên lụy mỏi mệt, cho nên một chàng tử lâm khó phục đã ngã gục. Đó, người mục tử phải giáo sống chết với đạo trên như vậy, không phải mệt vì ăn nhậu, không phải mệt vì kiếm tiền, không phải mệt vì đi săn, đi câu, đi chơi, nhưng mệt vì chăm lo cho đạo trên. Người đàn ông trong gia đình cũng phải như thế. Người mục tử đứng đầu đàn chiên là như thế, dám đứng mũi chịu sào giữa bao nhiêu búa rìu di luật. Trên thì là búa, dưới thì là đè và tứ bề họ thể. Dám đương đầu, dám chịu trách nhiệm, dám có bản lãnh mà đối phó với những kẻ thù giấu mặt. Kẻ thù ấy mang tên là ma quỷ. Kẻ thù ấy mang tên là ma quỷ. Nó giấu mặt, nó ẩn mặt và nó tìm mọi cách để mà chống phá, chống cản công cuộc loan truyền đạo thương xót Chúa suốt ba tuần lễ. Người đàn ông ấy đã kiên cường, đã không mỏi mệt, nhưng rồi cũng mỏi mệt. Cảm ơn anh chị em đã tiếp sức cho chúng tôi để hai anh em chúng tôi vẫn còn đủ sức chiến đấu, và chắc chắn đến ngày cuối cùng là ngày Chủ nhật 12 tháng Giêng,
chàng người lông sẽ xuất hiện đủ ba chàng. Hy vọng không có chàng nào chết trên đường. Chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn nhau. Hôm nay chúng ta cầu nguyện và chia sẻ về vai trò người làm cha làm chồng trong gia đình, người đàn ông. Ngày mai chúng ta chia sẻ về vai trò người làm vợ, làm mẹ, làm bà, người nữ trong gia đình. Ngày thứ ba chúng ta chia sẻ về vai trò của các bạn trẻ, sinh viên, học sinh, thiếu nhi. Ngày thứ tư chúng ta chia sẻ và cầu nguyện đặc biệt cho những ngày thứ năm. Ngày chúng ta chia sẻ đặc biệt cầu nguyện cho những gia đình đang gặp những khủng hoảng về vật chất, về tinh thần, về tâm linh, về đời sống đạo đức. Ngày thứ sáu chúng ta chia sẻ và cầu nguyện đặc biệt cho những tội nhân, những hối nhân, những người bỏ Chúa, bỏ sự tội, bỏ đạo nhiều năm, nhiều tháng. Và ngày thứ bảy là ngày quốc tế cầu nguyện cho các bệnh nhân. Chúng ta cầu nguyện cho những bệnh nhân thân xác và tâm hồn, những người bệnh mà tin mừng ngày hôm nay Chúa nói là ngày ra đi loan báo, giảng dạy và chữa lành hết các người ốm đau bệnh hoạn tật nguyền và những người bị quỷ ám, những người bị sự dữ khống chế. Thưa anh chị em, lúc bước vào đang mặc áo, tôi thấy có một người đàn ông đang tập đọc cho một cô bé và đang đọc sách thánh. Tôi đứng từ nhìn, ông ấy nói rằng: thưa cha, đây là con gái của con. Nó sinh ra và lớn lên ở bên đất Úc, và hôm nay là lần đầu tiên nó đọc sách thánh bằng tiếng Việt. Hình ảnh một người cha, hình ảnh một người đàn ông dạy cho con mình từng câu, từng chữ tiếng mẹ đẻ tiếng Việt. Hình ảnh một người đàn ông đứng hỗ trợ con mình, cố lên con, can đảm lên con, đừng sợ. Và cô bé ấy, chúng ta vừa mới nghe cô có đọc có vấp chữ nào không? Có vấp chữ nào không? Rất rõ. Thưa chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì có những người cha ở nước ngoài đã dạy cho con mình từng câu, từng chữ, từng tiếng nước tiếng mẹ đẻ của mình để nó không bị mất gốc. Thưa chị em, chúng tôi đi thăm nhiều gia đình và rất nhiều gia đình vì người cha không có thời giờ hoặc là không có quan tâm đủ, cho nên con của mình lớn lên và dần dần mất hết tiếng mẹ đẻ, lúc nào cũng chỉ nói tiếng nước ngoài. Tôi và một anh bạn vào chào thăm nhà, anh chở tôi vào thăm nhà, bố nói con, nó chào cha đi con. Thấy hai người bước vào, nó đứng nó nhìn, hỏi thằng nào là thằng cha. Thì như anh chị em không trách các em được, nhưng mà cái vai trò người cha người chồng ở Việt Nam phải nhất là nước ngoài rất là nặng nề. Cho nên hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị em, muốn cầu nguyện cho anh chị em, những người làm cha làm chồng trong gia đình. Mà cái điều chúng tôi hết sức ngạc nhiên đấy là lúc 4:30 chúng tôi vào trong nhà thờ chỉ thấy đúng hai người cầu nguyện. Tôi nói chắc là hôm nay về sâu rồi, chắc là hôm nay ngày thứ hai đầu tuần mà mọi người mắc công ăn việc làm, chắc chắn là không có ai đến đâu. Nhưng mà sau đó 6:10 chúng tôi bước vào trong nhà thờ thì đã không còn một cái ghế trống nào đó. Hallelujah. Hallelujah. Vâng, những lời tạ ơn Chúa và những cái tay lên trên giơ cao lên như vậy là một minh chứng hùng hồn cho thế giới ngày hôm nay. Thế giới đã nghi ngờ lòng Chúa thương xót, những con người đang chốt phá lại công cuộc loan truyền lòng Chúa thương xót, những người mà luôn luôn để cho sự dữ, để cho ma quỷ nó xúi dục để mà làm công việc là không có tích cực hỗ trợ thì chớ, mà lại còn tìm mọi cách cản phá, là không có sức mạnh nào có thể cản phá được quyền năng của đấng tối cao, quyền năng của đấng siêu lòng thương xót. Bằng chứng là ở
Ở đây có những gia đình mới vừa mới từ phi trường đi vào đến đây, 4 năm cái vali còn lại khánh, cả một tổ đoàn thi tử đến đây và đang gửi 5 cái vali ở ngay cuối nhà thờ và đi vào tham dự thánh lễ. Rồi có những gia đình khác là mới từ đi qua, thưa cha, hôm tuần trước, tháng trước con mới ở bên Mỹ vào đất Úc, con không thấy cha cho nên con đi về. Con vừa mới đi về thì con lại nghe thấy cha đang giảng lòng Chúa Thương Xót và con lại từ Mỹ con bay qua đất Úc về chia. Rồi có gia đình khác là người ngoại đạo mà đến ôm chồng lấy, thưa cha, con mới từ Việt Nam đi về đi tìm cha để cầu nguyện lòng Chúa Thương Xót thì nghe tin cha đã qua đây rồi. Con nghe tin cha qua đây con tưởng ở Melbourne, con chạy về Melbourne không thấy, con lại chạy từ Melbourne chạy đến Sydney, thưa chia những con người ngoại đạo hết sức dễ thương như vậy, mà hình ảnh là những người đàn ông, những người cha, những người chồng đưa gia đình của mình đến cầu nguyện với lòng Chúa Thương Xót như vậy. Và anh chị em đọc đoạn tin mừng câu cuối: các nơi dân chúng từ miền thập tỉnh, từ miền này, từ miền nọ, từ miền kia lũ lượt tiến đến, lũ lượt đến với Đức Giêsu để nghe người giảng và để được người chữa lành. Thì ngày hôm nay anh chị em lũ lượt từ nước các tiểu bang khác, từ các nước khác đến đây không phải vì tôi, chắc chắn một điều không bao giờ là vì tôi cả, tôi chả làm cái gì hết, tôi lập đi lập lại để cho những người nào mà không rõ không hiểu rồi cứ bóp méo cái hình ảnh của Chúa ra, đó là tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, tôi chỉ là người đầy tớ đưa chị em đến với Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót tình. Phải quay hết một vòng mới đúng chứ không phải là cứ quay là đúng đâu thưa chị em. Tôi chỉ là người đưa chị em đến với lòng Chúa thương xót thôi, giới thiệu cho chị em vì tôi biết rằng đây là vấn đề quyền năng và giàu lòng thương xót, vì tôi biết rằng là đây là đấng sẽ ban cho chị em những ơn và chị em mong ước, như là bài đọc 1 Thánh Gioan Tông Đồ nói rằng là bất cứ điều gì anh chị em xin với Ngài thì Ngài sẽ ban cho anh chị em với điều kiện là anh chị em tuân giữ điều răn của Ngài. Nếu anh chị em tuân giữ điều răn của Ngài, nếu anh chị em nghe và làm theo lời của Ngài thì bất cứ điều gì anh chị em xin Ngài sẽ ban cho. Mà sở dĩ mình xin mà Chúa chưa ban ơn là vì lý do mình chỉ xin mà không giữ lời của Chúa, mình chỉ xin mà không làm theo lời của Chúa. Và làm sao mình làm theo lời của Chúa được, làm sao mình thực hành lời của Chúa được nếu mình không tin thác vào Chúa. Ở đây ai là những người làm chồng, làm ông, làm bố, xin mời đứng lên. Hôm nay xin mời những người làm ông, làm chồng, làm bố, những người nam xin đứng lên. Đứng lên, rồi xin giơ tông giơ tay lên, đứng lên và chúng ta đốt một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chúc các ông, các là những người làm cha, làm chồng, làm ông trong đây. Hôm nay chúng tôi cầu nguyện đặc biệt cho những người đó, không phải chỉ là người hiện diện ở đây mà còn là những người đang hiệp thông với chúng tôi, với chúng ta trong phương tiện truyền thông ở khắp nơi trên thế giới, hàng triệu con người nữa. Xin cảm ơn quý ông đã hiện diện ở đây. Xin mời các ông ngồi xuống. Đố anh chị em tìm đâu là một nơi nào mà một ngày thường thứ hai trong tuần, giờ đây là 7 giờ rưỡi tối rồi, mà các ông các anh không ngồi cả cái dê ngóng, không ở quán cà phê thì ở quán cóc, không ở quán cóc thì trong karaoke, không karaoke thì trong tụ điểm vui chơi, hoặc là nằm quay đá bóng, hoặc là quay tivi, hoặc là đánh cờ. Chứ giờ này mà đến để cầu nguyện và tham dự thánh lễ kính lòng Chúa Thiên Xuất, đặc biệt cầu nguyện cho các ông, các anh, những người làm cha, làm chồng lấy đầu thẳng ấy mà anh chị em, các ông ta đến đây, anh chị em nhìn cho rõ. Và cái hình ảnh thứ hai mà tôi thấy hôm nay đấy là gặp một cặp vợ chồng, hai người có cái ghế salon thì nó có 4 ghế, tôi ngồi 1 ghế, còn lại có ghế 2
mà còn có lẽ một cái ghế chiếc. Ông ấy đến ông chào tôi, nói chào ông, vâng, mời ông ngồi. Ông ngồi xuống, rồi tôi giới thiệu đây là vợ con, và mời bà, chào bà, mời bà ngồi. Bà không chịu ngồi cái ghế bên cạnh, mà hai ông bà ngồi chung một ghế chứ. Vậy chứ. Và cái ghế sau ông thì vừa đủ một người rưỡi ngồi, nhưng mà hai người ngồi thì nó chật. Mà nó chật thì sợ té thì phải ôm. Tôi mới bảo là sao mà tình như thế. Ông ơi, hai ông bao nhiêu tuổi rồi? Dạ thưa cha, sang năm tới nữa mà cha đến đây thì con vừa tròn 90. Bà thì bà ấy mặc áo dài rồi một cách so với phấn bỏ nhặt. Thưa cha, hôm nay em mới 75. Rồi bà ấy kể là thưa cha nhà con là được chú cứu đấy thưa cha. Ông ấy là bị tiến tiền biệt. Anh chưa biết rồi, bệnh của những người là đông lớn tuổi thì bao giờ cũng vậy. Và đi vệ sinh rất là khó. Rồi sau đó là ông bị thêm thần kinh tọa nữa, là phải ngồi, không có đi đứng được, muốn đi đứng thì rất khó khăn, phải chống cây gậy vân vân. Thì bà ấy lặn lội về Việt Nam, chạy đến cổng trung thương xót và cầu nguyện. Bà ấy cầu nguyện, sau 3 tháng bà quay trở về thì hai cái căn bệnh là tuyến tiền liệt và thần kinh tọa của ông nó biết đi từ lúc nào. Và bây giờ hai ông bà cứ dung dăng dung dẻ, cứ có được tình ta đi với bàn tay nhỏ bé, con đường ra xa, con đường bàn tàn. Thưa chiều, đấy, hình ảnh mà những người đàn ông mà đứng vững được thì luôn luôn là phải có người phụ nữ. Cho nên ông ấy vui lắm và ông cứ ngồi ôm vợ mình vào đây là món quà Chúa ban cho con. Và nếu người đàn ông mà nhận ra rằng người vợ là món quà Chúa ban cho con thì không có cảnh một người phụ nữ khác lại chạy đến cha con đứng đầu cha bỏ nói gì nó đâu có chồng của nó nghe nó sao xuống chân chồng của cái chồng còn lại chua tôi muốn tôi làm còn khổ vì nó lắm. Còn sao mà khổ cái gì? Như xuống 40 năm bất bại với bà xuân cha ơi lại chua tôi. Con ra đây làm được đầu nào nó sơi sạch. Ờ, đúng là chồng em nó chẳng ra gì. Tổ tung sóc đĩa nó thì chơi ngoan. Nói ra xấu hiếp cổ chàng. Nó nhận nó phá tan hoang cửa nhà. Từ hôm ban tuần lễ đến đây tôi gặp mỗi buổi chiều tôi tiếp các bà các chị đến. Cứ đa số là cầu nguyện vì chồng con, một là cờ bạc, hai là rượu chè. Thì cha chồng con tốt lắm, chẳng có cái gì, mỗi cái là phải uống rượu thôi. Cha cầu nguyện cho anh ấy, bảo cơ anh ấy đây, tôi gọi chồng ở đây cầu nguyện cho. Thế gọi chồng ở đây ngay, chị vừa nói là anh uống như vậy đó rồi. Gia đình vừa nó cứ hơi đục đục, tôi cầu nguyện cho anh nhé, để anh dứt khoát bỏ nha. Vâng, thưa cha cầu nguyện cho con. Sao thì cầu nguyện sao? Thưa cha cầu nguyện cho con 2 năm nữa để con bỏ rượu. Xin chấp nhận 2 năm nữa. Rồi, tại sao nó làm được cái gì bây giờ? Cầu nguyện mà nếu anh cũng muốn bỏ, anh khất mà để cho anh uống 2 năm nữa mới bỏ thì làm ăn được cái gì nữa bây giờ thưa anh chị em? Thế thì đó có rất là nhiều người phụ nữ là nó khổ vì chồng cờ bạc, vì chồng rượu chè. Rồi đến một nhà nữa thấy chị ấy ngồi than thân trách phận, chúa rồi còn buồn lắm trời sao vậy, nhà con nó dở trứng dở nết bảo sao vậy, một năm nó về nó dỗ bố nó 3 lần. Không biết không, năm đi về dỗ bố chưa, không biết không, không biết rồi mà phải dỗ bố là đi đâu. Dạ thì đến ăn chơi, đến lúc ăn chơi thì vâng, đi về đến chỗ ăn chơi ăn nhậu về Việt Nam khổ lắm. Ở Việt Nam ở đây thì vợ chồng sum họp vui vẻ, mà ở đây tôi thấy là muốn phạm tội cũng khó lắm. Thực sự ở đây muốn phạm tội khó lắm, cứ đi ngoài chẳng thấy chỗ nào để phạm tội cả. Ở chân yêu nó tôi tìm phạm tội không thấy. Ở Việt Nam mà ra mà thấy đèn xanh đèn đỏ mà massage rồi thà phê ôm rồi yêu đủ thứ hết, vừa mới
bước ra khỏi cửa nhà thờ, tôi với cha anh em mới chịu chức xong giải cầu đồ sô của tôi. Chịu chức xong thì được 3 tháng để mà huấn luyện tiếp trước khi xuống núi chiến đấu. Thì chưa anh em đọc được xong chiều chiều ra ngoài nhà thờ Đức Bà đi dạo, vừa mới đi dạo ra khỏi nhà thờ Đức Bà đến cái chỗ hàng cây đường gì đó, hàng cây đường Duy Tân gì đó, thì vừa mới anh em vừa đi đang đi tự nhiên tôi thấy hết bỏ tay lại. Tôi nói tôi đâu cầm tay mà anh bảo tôi bỏ tay lại, bảo không, cái con kia nó cầm tay tôi. Nó cầm tay làm gì đó, ai đi không ai. Tôi hoảng tôi chả đâu, tôi hoảng tôi hét to lên như kiểu bị áp thì bỏ tay ra. Từ cái đó đến đó tí nó có sao đâu. Thì người chị em rất là nhiều các ông anh bây giờ mình đi về Việt Nam cái điều kiện nó dễ cho mình phạm tội, vì lý do là mình đi về thì có tí tiền mà người ta thấy mình có tiền thì mua tiền cũng được mà không tiền thì mua được chẳng xong, vì thế mà ta dễ bị cái cám dỗ là có người thứ ba xen vào, mà có khi người thứ ba xen vào ấy nó lại không có tốt lành gì cả, có khi lại phải hát cái bài anh đã lầm đưa em sang đây được là con lắm. Thì tôi gặp đồng chí chính là cũng là người có học có trình độ có vai thế ở đất nước Úc này, tôi xin lỗi không phép không được phép coi gì. Thì chị hai vợ chồng sinh được đứa con nó cũng rất là ngoan, chị cũng rất là đạo đức. Rồi chồng chị qua đời, chồng chị qua đời rồi thì chị thấy rằng đứa con của mình nó cần có một người chồng, xin lỗi, cần có một người cha, cho nên chị mới đi một bước nữa. Và đi một bước nữa là chị bảo lãnh một người đàn ông từ bên đất Mỹ qua bên đất Úc này để làm chồng và làm cha nuôi của đứa con gái mình. Thì câu chuyện nó xảy ra như thế này, đó là có những người Việt Nam mà đến đây bất hợp pháp, rồi với cái tài khả năng của chị ấy giúp đỡ bảo lãnh để cho cái cô bé ấy trở lại bên đất Úc này trở thành thường trú nhân. Thì khi mà cô bé này trở thành thường trú nhân rồi, có giấy tờ xong rồi, thì ngày ấy cũng là ngày mà cái cô bé uống mất chồng của cái chị này. Bảo lãnh cho nó xong, cũng uống chồng của mình đi như thế. Và cái ngày mà người chồng bước đi ra khỏi nhà với cô gái đó cũng là ngày đứa con gái thân yêu nhất của chị ấy qua đời. Đấy thưa anh chị em, nếu mà đứa con nó qua đời mà đã tôi còn có người chồng của mình bên cạnh, người bố nuôi của đứa bé ấy thì còn đỡ biết chừng nào. Đây hai cái tai họa đang giáng xuống một lúc mà cái người mà mình bảo lãnh từ Mỹ qua lại phản bội mình, mà phản bội với đứa mình cũng bảo lãnh nó ở Việt Nam để ra được ở đất nước này, đâu biết là chuyện nào tuyên chiến. Cho nên lúc nãy có anh bạn nói với tôi sao cuộc đời cha nó long đong thế, bỏ sang nó thế, và cũng có thấy là những người trúng số, những người mà họ được ơn, những người được may lành chẳng ai đến lúc này với cha cả, nhưng mà cứ đứa mà nó không đẻ được thì nó đến với cha. Trên tưởng tượng mà 12 giờ đêm mà còn cứ tin nhắn, cứ tin nhắn, cha ơi con đang làm sắp sinh được mà chưa sinh được. Hoặc là những người mà chồng bỏ, chồng chê, chồng cạnh, anh chị em tưởng tượng coi 2 giờ sáng mà cứ đéo gọi điện thoại suốt bảo đang làm gì đấy thưa cha, chồng con nó đi uống rượu về và nó đang đuổi con ra ngoài chuồng bò nhà quê, đang làm ngoài cái chuồng bò và nó bảo bước vào cửa để nó chấm chết mà ra đi ở hai mẹ con của con đang làm cái chuồng bò mũi cắn và trời mưa thì con chú ở đâu bây giờ, cha cho con vào nhà cha nhé. Thưa anh chị em, khi mà mình thấy được là trong cuộc sống này có quá nhiều nỗi đau của những người mà làm cha làm chồng mà thiếu trách nhiệm như vậy, thì ngày hôm nay chúng ta dân thế lễ này cầu nguyện đặc biệt cho các ông. Nhưng mà cũng có những ông bị người vợ mình nó bỏ,
cho đến hát bài anh đã lập mi đưa em sang đây. Thưa cha, là ở đây gì con thành công hết, con bị thua mỗi cái thôi. Thua mỗi cái gì? Là con về người ta con cưới con nhỏ, cưới nó xong con sang đây, nó cũng đi rửa tội, nó cũng làm lễ nhà thờ, nó cũng theo đạo toàn toàn lắm. Mà cũng vừa sang đây được cái giấy tờ xong cái là nó đá con là chẳng có chút tức không có chứ. Ờ, tao cũng còn tức nữa là mày. Cho nên chị em cũng có những người chồng mà sống ở trong gia đình cũng khổ lắm. Là cái gì thưa chị em? Trước đây tôi gặp một ông, tôi nói sao anh hạnh phúc quá, phải không? Gia đình hạnh phúc lắm, phải không? Giờ thưa cha, gia đình chỉ hạnh phúc khi nào mà mình nhất vợ nhì dời, ba mới đến tôi. Vì đó gọi vợ gọi thì dạ, bảo thì thưa. Vợ bỏ quét nhà thì quét nhà, vợ bỏ làm gì thì làm đó, thì nhà nó vui vẻ lắm thưa cha. Cái gì có một cặp vợ chồng kia, trước đây tôi cũng gặp, anh ấy kể là thế này, ra đến đây mười mấy ngày mà ngày nào con cũng có mặt hết, bảo anh tốt quá vậy, anh được ơn nhìn kể cho nghe tôi coi, bảo thưa cha không được cái ơn nóng sốt sụt sụt, ơn nóng sốt sụt sụt là gì? Là trước khi mà cha qua đây thì gia đình con là xào xáo, hay vợ chồng không có hòa thuận với nhau. Mặc dù trước đó khi con đến đây con làm ăn lúc còn đang khó khăn thì hai vợ chồng gắn bó với nhau tốt lắm, nhưng mà khi con làm hỗ của ăn của ra đồ của đẻ đồ thì bắt đầu vợ con mới bước ra khỏi nhà, và khi bước ra khỏi nhà thì bắt đầu xe xua, bắt đầu bị tiền bạc nó cuốn hút. Người ta bảo rằng là cái đôi chị em biết lấy cái gì để thử đàn bà, lấy gì thử đàn bà ông biết không thôi, ông có biết lấy gì để thử đàn bà ông chịu chết, anh có biết lấy gì chịu chết, biết lấy gì để thử đàn bà lấy hồ xoàn lấy một xoan để thử đàn bà và lấy nhan sắc để thử đàn ông, đúng không? Các bạn trong đàn ông tay thì như vậy. Vợ con nó bị tiền bạc nó cuốn hút theo và bắt đầu lao vào để đó, lao vào cho vay lấy lời và cứ bị đồng tiền nó cuốn hút lời một cuốn lời hai cuốn lời ba. Con bảo nó là thôi dừng lại đi em, nhưng mà thấy chị em đố ai là ban đang phất lên mà dừng lại được, quay dừng lại được không? Không, giống như chị em vô casino các bạn chẳng quay mà đi ra về mà túi rụng thịt cả, thua thì muốn gỡ mà được thì muốn được hơn. Chị em thấy đang ăn ngon quá mà kéo rọt ra, ui không kéo nữa, càng ngày càng kéo càng ra, kéo nữa không? Gỡ mà thắng thì muốn thêm, mà cuối cùng trả được cái gì cả thì chị ấy lao vào cái con đường đó và chị thất bại hoàn toàn. Khi thất bại hoàn toàn rồi thì chị về chị cắn đặt chồng mình cơm không lành canh không ngọt, thay vợ chồng suốt mấy năm nay cứ như thế. Một rồi khi mà ở đây làm tuần kiểu nhận cái tổng chú thương xót thì có một người ở bên Mỹ gọi điện thoại cho anh ấy bảo rằng là có cha làm qua đây cùng với tổng chú thương xót, cố gắng mà đi. Anh ấy không biết làm ở nhà thờ nào, anh ấy tra mạng anh hỏi và anh tìm được đến nhà thờ này. Ngày đầu tiên anh ấy đi xong rồi, anh ấy về rủ vợ anh ấy đi. Và khi mà anh ấy năn nỉ vợ anh ấy bảo ráng đi một lần đi rồi, cái gì cũng chiều. Mà khi đi đến rồi, có cái điều lạ lùng là hai vợ chồng ở với nhau mà lúc chúc mừng nhau, hai người quay sang ôm nhau bắt tay nhau, tưởng là bắt tay người hàng xóm, vợ mở mắt ra hay vợ mình.
thấy ngạc nhiên quá sức bảo ủa tại sao hôm nay vừa gọi mình chưa bao giờ cả mấy năm nay chưa bao giờ bắt tay mình chưa bao giờ cười với mình chưa bao giờ hai vợ chồng ôm nhau được một cái vậy mà hôm nay đi lễ lúc chúc mừng an nó lại bắt tay mình ôm mình hôn mình anh cảm thấy mừng quá và hai tay cứ nắm chặt cái tay vợ của mình run run anh nói là quá sức tuyệt vời ơn của lòng Chúa thương xót cho nên thưa anh chị em nếu mà muốn hoãn cải con người như là bài tin mừng ngày hôm nay chúng mời gọi là hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Muốn hoãn cải muốn sám hối thì chỉ có một con đường duy nhất là mở lòng ra chạy đến với lòng thương xót của Chúa, chạy đến với lòng thương xót của Chúa để được Chúa xót thương như là những người dân trong bài tin mừng ngày hôm nay tuôn đến để nghe Chúa giảng, tuôn đến để được Chúa chữa lành. Vì nhiệm vụ của Đức Giêsu được Cha sai xuống trần gian chỉ có ba việc mà thôi. Thứ nhất là loan báo, thứ hai là dạy dỗ và thứ ba là chữa lành. Thứ nhất là loan báo (proclaim), thứ hai là dạy dỗ (teaching) và thứ ba là chữa lành (healing). Chỉ có ba công việc (proclaiming, teaching and healing). Ba cái công việc đó mà thôi. Và Chúa rất nhiều lòng thương xót vì thương xót mà loan báo cho người ta biết rằng hãy sám hối vì nước trời đã đến, hãy sám hối vì nước trời đã đến gần hay là gần đến, nước trời gần đến, Chúa Jesus đã đến rồi, hãy sám hối mà quay về với lòng thương xót của Chúa đi. Những người làm cha, những người làm chồng, những người đàn ông nào đó mà đã lỡ tay nhúng chạm rồi thì hãy rút tay ra. Đừng bảo rằng là tay nhúng chạm rồi thì không có làm gì được nữa. Không, Chúa nói là làm. Bất cứ giờ phút nào mà con quay về thì ta phải tha thứ cho con dù là một ngày bao nhiêu lần tha thứ 77 lần. Người đàn ông quay trở về với Chúa, người đàn ông quay trở về với vợ của mình. Xin các bà, xin các chị hãy mở rộng vòng tay ra mà đón người chồng của mình quay trở về. Đừng có nghi ngờ nữa, đừng có ghen bóng ghen gió nữa thì người đàn ông mới có cơ may cơ hội mà quay trở về. Còn mình khép lòng mình lại, mình đóng cửa lòng mình lại thì người đó đành phải ra đi mà thôi, chứ không thể nào quay trở về được đâu. Ai chẳng có sai sót, ai chẳng có lầm lỡ, ai chẳng có lỗi lầm. Mà nếu ta cứ cương quyết không tha cho người chồng của mình, không tha cho người yêu của mình thì gia đình của mình sẽ không bao giờ có được hạnh phúc. Và chúng ta xin cái gì thì chắc chắn Chúa sẽ không ban cho chúng ta đâu. Vì Chúa nói là ai xin bất cứ điều gì, bài đọc một thư Thánh Gioan nói với chúng ta là bất cứ điều gì anh em xin thì Chúa sẽ ban cho anh em với điều kiện là anh em nghe và tuân giữ luật của Chúa. Mà luật truyền của Chúa là các con hãy yêu thương nhau, các con hãy yêu thương nhau, vỗ vai người bên phải, các con hãy yêu thương nhau, vỗ vai người bên trái, các con hãy yêu thương nhau, và nắm hai tay hai người bên cạnh chúng ta hãy yêu thương nhau, nắm hai tay người bên cạnh mình nữa, các bên cạnh chúng ta hãy yêu thương nhau, chúng ta hãy yêu thương nhau. Nếu các con trên trời cũng ban cho các con nếu các con yêu thương nhau, bất cứ các con xin điều gì Cha trên trời cũng ban cho các con. Đấy là cái điều chắc chắn Chúa nói. Cho nên nhiều lúc ta đến ta xin không được vì lòng ta còn tức mà, lòng ta còn giận mà, lòng ta còn hờn, lòng ta còn ghen, lòng ta còn ghét, lấy đâu ra mà Chúa ban ơn. Cho nên khi anh chị em đến với lòng thương xót của Chúa, tôi bảo đảm với anh chị em, Chúa ban ơn cho anh chị em với điều kiện là anh chị em hãy yêu thương nhau. Đơn giản như vậy thôi, có gì là khó đâu, khó không? Khó không? Nói thì dễ, làm thì khó. Đúng vậy, chúng ta không đủ sức yêu thương nhau được. Nhưng thưa chị em, mình có thể yêu thương nhau được nếu mình kim bút lấy tình yêu từ lòng thương xót Chúa. Bây giờ tôi không yêu người bên cạnh được vì lý do tôi chưa cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa.
Nếu tôi cảm nhận được rằng tôi tội lỗi như thế này mà Chúa còn yêu thương tôi bất xứng như thế này mà Chúa còn tha thứ cho tôi không ra cái gì mà Chúa còn ban ơn cho tôi, thì làm sao tôi có thể không thương người bên cạnh được? Làm sao tôi không thể thương người chồng của tôi được? Làm sao tôi không thể thương người vợ của tôi được? Thưa anh chị em, lúc đang ăn cơm thì bạn ở bên phải có thứ cha cho cầu nguyện cho con. Nhìn cái hình ảnh người chồng, nhìn ảnh người đàn ông, tôi nghĩ là ông ấy phải là 70 hoặc là 70, gần 80, mà hóa ra mới có 60 tuổi, chưa bằng tuổi tôi. Nhưng mà người ông ấy già quá sức, ông cầu nguyện xin cái gì lên bạn và thứ cha, vợ con thì yếu, con có 3 đứa con, một đứa thì đã bị tự kỷ, mà tắm là phải chóng ra thì mới tắm nó được, tự kỷ nó mạnh lắm mức độ như vậy. Đứa thứ hai thì nó 35 tuổi rồi mà vợ con nó vẫn không lấy được. Đứa thứ ba nó lấy xong rồi thì hai đứa nó bỏ nhau. Thế thì nghĩ thế nào? Nhưng mà cái gánh nặng trên cái người đàn ông đó suốt bao nhiêu năm nay, gánh nặng đó. Vì thế mà người chủ nhà nói rằng thưa cha, con mời cha đến đây để cầu cho anh ấy chứ không phải cầu cho con. Vì nhà con chú ban cho quá đầy đủ. Con nhìn sang những người xung quanh con thấy sao mà họ bất hạnh quá, họ thiếu thốn quá. Gia đình con 4-5 đứa con, đứa nào cũng bác sĩ, đứa nào cũng luật sư, đứa nào cũng kỹ sư, mà gia đình hòa thuận êm vẫn như thế này, hiếm lắm. Tôi nói nhưng mà gia đình em vẫn có vấn đề mà dạ thưa cha, vấn đề đó là còn chưa phân lời vợ thì gia đình nó êm ấm mà không cãi lời vợ thì người ta vấn đề của anh là như vậy. Cho nên anh chị em thử nghĩ coi, anh chị em quan sát coi, có một gia đình nào mà hoàn toàn hạnh phúc? Có. Không bao giờ có một gia đình nào hoàn toàn hạnh phúc. Gia đình tôi cũng thế, thôi. Đau khổ nhiều lắm, triền miên, không thiếu thốn vật chất thì thiếu thốn tinh thần, không người cha nhờ chứng vì người vợ trái đét, không người vợ trái đét thì người chồng trái khoáy, hoặc không người chồng người vợ êm ấm thì đứa con nó lại còn hư thần. Thưa cha, hồi xưa còn bé cháu nó ngoan lắm, giúp lễ nó còn gì thiên thể đâu mà bây giờ chẳng đi lễ thời cả không. Đấy thưa chị em, bảo tại sao mà không đi lễ? Bảo thưa cha, bởi vì bố không đi lễ đâu. Tôi yêu bố lúc nào cũng say xỉn, tôi yêu tôi đi mà bảo nó đứng lên đọc kinh lạy cha nó không đọc được, bảo chia sẻ kinh lạy cha nó không chia sẻ được, bảo tại sao? Cha cứ bảo rằng là Chúa là người cha nhân từ, mà bố của con có nhân từ đâu? Bố của con lúc nào cũng đánh mẹ con, bố của con lúc nào cũng chửi chú con, bố của con lúc nào đều hô lại, không còn coi ai ra gì cả. Bố của con thì có lần bảo con là mày đi mua đeo cho bố mày. Con ấy bảo là thưa bố không có tiền thì lấy gì mà mua. Bố con mới bảo là không có tiền mà mày mua được cái hay chứ. Chưa biết có lúc sau con bé nó về để cầm cái chai không? Đưa cho bố nó bảo thưa bố, rượu đây. Bố nó bảo rượu đâu? Nhìn cái chai, không có rượu. Mày bảo mày đi mua rượu, mày không có rượu, là sao? Thì bố bảo con, bố có đưa tiền mà con mua. Tao đã bảo mày không có tiền mà mua được cái hai chứ. Đứa bé cầm cái chai rượu nó bảo bố cầm đi. Chai mà không có rượu mà bố uống được cái hai chứ. Trong gia đình của mình mà không làm gương cho con của mình thì làm sao mà nói con của mình được, đúng không ạ? Hợp bất chánh thì hại bất nghiêm, người đầu mà không liêm chính, người đầu mà không ngay thẳng, người đầu mà không đúng đắn, không đàng hoàng thì trách gì ở bên dưới, nó loạn, nó không có chấp hành nghiêm chỉnh những cái gì ở trên phát xuống trên chị em. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho nhau, cầu nguyện cho những người làm cha, những người làm chồng, những người mà ngày hôm nay đang được Chúa mời gọi, trở thành người phản ánh lòng thương xót của Chúa. Làm sao đứa bé nó đọc kinh lạy cha, lạy cha chúng con ở trên trời, mà nó bảo vâng con đọc kinh lạy cha, con cảm thấy rất là sốt sáng vì bố con là hình ảnh của người cha trên trời. Bố con đối xử với con như cha trên trời đối xử với chúng con vậy. Đấy thưa chị em. Và cái điều mà chúng tôi rất lấy làm vui mừng đấy là nhiều ông nhiều anh nói rằng thưa cha, bây giờ là cứ
3 giờ chiều là tôi không bỏ đọc kinh bao giờ. Và có nhiều người vợ đến nói với tôi, tôi thấy rất là phấn khởi. Thưa cha, ngày xưa chồng con là nghe máy, cái máy này con đồng mở nghe là cũng đập, cũng vứt, xong nó bỏ đi liền, cũng bắt tắt. Nhưng mà bây giờ còn mê hơn là con mê. Cứ đi làm về là phải mở, bây giờ không có qua đi bay nay, không có ca xin ca nhạc gì cả, mà cứ lòng Chúa thương xót. Có những người là ông làm cha, làm chồng đã được Chúa ban ơn hoán cải thành như vậy, đã được Chúa cho thấy được lòng thương xót của Chúa. Và nếu mà như vậy thì gia đình đó tuyệt vời lắm, thương chị em. Xin các ông, các anh, những người làm cha, làm chồng, những người mà Chúa trao cho cái sứ mạng đặc biệt là đem lòng thương xót của Chúa đến cho mọi người, xin cho các ông, các anh trở thành những chứng nhân của lòng thương xót Chúa ngay tại gia đình của mình. Và Chúa ban ơn cho chúng ta, ban ơn chữa lành nếu tất cả gia đình cùng yêu thương nhau. Thấy có mấy người là đứng dưới thì mời lên đi. Hôm nay là ngày của các ông, xin mời các ông lên đây. Các ông có gì cầm đi cầm theo, cầm đi cầm lên. Có gì thì cầm lên. Vậy bây giờ được sung sinh lắm. Rồi, mời các ông cầm lên đây. Đây, mời các ông đi lên. Anh chị em chúng ta cùng hát bài, anh chị em biết bài Công ơn cha như núi sâu cao vời vời, cha thương em và cha thương em. Dân tộc cho nên hôm nay công đại diện của lễ mời sáu ông, mời sáu ông vui lòng quay xuống. Xin cảm ơn. Ông thứ nhất, ông được mấy vợ mấy con? Ông có vợ ở nhà, còn con được một bà trên xe ô nhà. Thì mấy mấy một bà mấy con? Dạ hai con nha. Vâng, ông qua đây ông lên dâng cái gì cho Chúa đây? Dạ con dâng trà cho Chúa nha. Dâng trà cho Chúa. Người chị em đây là trà của quê hương người Việt Nam mình, biết là các ông luôn luôn phải có em dâng trà. Lần bà thì bỏ miếng trầu là đầu câu chuyện, còn đàn ông thì gặp nhau thì phải có em dâng trà. Không trà thì cà phê, không cà phê thì thuốc lá, không thuốc lá thì rượu chè, không rượu chè thì gái hú. Ông dừng cái gì lên cho Chúa mà ông bảo là không có rượu chè thì gái hú. Chỉ có rượu mà chỉ có dâng lên Chúa những cái gì thuần khiết nhất là chè. Rồi món quà thứ hai dâng lên Chúa là gì? Là rượu chè. Vâng, thưa chị em, rượu này không phải là để say mềm, nhưng mà rượu làm vui lòng người. Chúng ta cũng có một chút rượu cho những cuộc vui, nhưng đừng quá chén. Rượu vào lời và hồi đó tôi giảng, đang giảng, trong này tôi giảng, ở phía bên đầu võ cũng có một cái ông cũng ngó lần tôi giảng, thì ông cũng giảng, ông cứ cầm cái chai rượu, dạy thằng con của mình, rồi tao là Lê, mày Lê, tao là cha, mày là con, hai đứa mình đã anh em. Khi chiều, là nhớ cẩn thận, khi mình uống vừa phải thôi, đừng quá chén, đừng có bê tha, đừng có say xỉn. Và chúng tôi, nhất là những người mà anh chị em coi như là những mục tử, cần phải làm gương sáng cho những chuyện đó. Cho nên tôi đến đây tôi thấy hai cha của chị em rất là kiềm chế, không có những bữa tiệc, không bao giờ uống quá một ly hay nữa, có khi chỉ có nửa ly, không bao giờ mà hết chai này đến chai khác, hết rượu ngoại này đến rượu ngoại khác.
uống là như chứng tỏ là có mạnh lạnh hay là chứng tỏ mình là đàn ông. Không, không cần chứng tỏ cái đó. Hãy chứng tỏ mình có lòng thương xót hơn là chứng tỏ mình là tay bẩn rượu. Đúng không? 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 Anh thấy mấy cháu rồi? Con chưa nói cháu nào. Rồi thì anh lập gia đình chưa? Dạ, con vừa lập gia đình. À vâng, chúng ta chúc mừng cho mọi người vừa mới làm mà chúc mừng làm cha, chúng tôi gửi lên cho Chúa. Dạ, thưa cha là bánh. Vâng, thưa chị em, bánh là mồ hôi nước mắt của con người, những người mà là bán mạng cho đất, bán lưng cho trời, những người nông dân, những người đàn ông ở Việt Nam lao động vất vả, và ở đây các ông các anh cũng phải làm việc rất là vất vả để nuôi sống mình và lo cho vợ cho con của mình. Tôi chỉ với người đàn ông biết quan tâm, lo lắng, dù là chưa có con nhưng mà cũng phải chuẩn bị cho mình tương lai có những đứa con để nó được ăn mặc đàng hoàng, chứ không phải để nó thiếu thốn. Và ông nhận ý cho Chúa. Ông được mấy cháu rồi? Dạ, con được 8. Ông làm việc là 3. Rồi, đấy là con, còn bao nhiêu cháu? Cháu rồi, 24 cháu. 6 chắc. Vâng, chúng ta thấy đây là một người vừa đã được có cháu và như có cháu là còn có chắc nữa. Ông ấy chết thì có khăn gì đeo rồi. Ba phải không? Cháu chắc. Vâng, cảm ơn ông rất nhiều, xin chúc mừng ông. Và ông có gì riêng cho Chúa? Có một ông để riêng cho Chúa. Thưa chị em, người ta nói là mật ngọt thì chết rồi. Cho nên phụ nữ mình mà gặp đàn ông mà nó nói ngon như là nó ngọt như mật ong á, là mình dễ ngã, dễ nghe, dễ đổ. Cho nên xin các anh hãy dùng cái lời nói của mình là có sao nói vậy người ơi, tuổi đời vừa đủ 30, không đẹp người cũng dễ coi, đồng thân vui lính tình tinh tinh tinh. Dùng những lời mà nhẹ nhàng với vợ mình. Nhưng có những người đàn ông với vợ thì lúc nào cũng gắt như móng, mà với cô hàng xóm thì còn như là một ăn. Có không? Có. Rồi, rồi đi bạn. Vâng, đây là cũng là giai điệu. Và thưa chị em, chúng ta thấy là ngày hôm nay mình cố gắng mình hạn chế việc nhậu nhẹt, nhất là chè chén say sưa. Lời Chúa nói đừng chè chén say sưa, chớ chơi bời dâm đãng. Tính tâm ngày hôm nay dành cho quý ông, dành cho các anh, chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho các ông các anh được mãi mãi là cột trụ trong gia đình, được mãi mãi là hình ảnh của lòng Chúa thương xót, được mãi mãi là người đàn ông có bản lĩnh cứng rắn vững mạnh, không có ủy mị, không có nhu nhược, không có nhỏ nhẻo, không có nhõng nhẽo. Giờ sau là tôi mình thanh niên bây giờ nhiều người có nhõng chứ. Anh cứ nói không mạnh lên, đồng sản to mới lớn đúng không anh? Xin chào, xin chào. Hả sao? Xin mời rất nhiều. Nhõng nhẽo. Xin cảm ơn. Chân thành cảm ơn. Đức quá khó làm ra. Tôi chỉ muốn cảm giác của đàn ông chúi sinh lên mình là đàn ông mà cái cột trụ mà phải vững mạnh, ăn to nói lớn, có bản lĩnh, dám nói, dám làm, dám chịu. Dám không? Dạ. Dám không? Dạ. Dám không? Dạ. Amen. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để mặt của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Chúng
con tha thiết là chín Chúa cho chúng con khi trong phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Ngày Chủ Nhật xin cho đến hội thánh Chúa lan rộng khắp toàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giáo Mục Antonio Fisher chúng con và toàn thể hàng giáo chức. Xin Chúa thương cho đến các linh hồn và chúng con vẫn cầu nguyện hôm nay. Xin ban cho những kẻ đã chết chúng con về Chúa thì một đường sống lại như người. Xin Chúa cùng đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào mượn ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con lại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa và mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa. Mời anh chị em đứng. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong trường nhân của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúc bình an cho nhau.